Vì anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay em đi đến quán đồ cũ, quán đồng hồ, không phải quán đồ cũ, quán đồng hồ mới. Đấy thì Seiko và Citizen, Casio các thứ. Đây đang có đợt giảm giá rất là kinh khủng. Có những cái giảm đến tận 84%, có cả 50%, 51%, 30%, rất là nhiều. Dưới này là mấy con của Reguno giảm giá 30%, một mang số còn 7 cent. Máy này thì không biết ghi là máy cơ hay pin. Cái này là chỉ chạy bằng pin, 30% giảm rẻ thật. 7 cent tương đương khoảng tầm 1.600.000 đồng đấy. Một man còn 7 cent. Bên này thấy bên này Reguno, 4 con này của Reguno giảm 30% quý vị. Mã nó thì nó có RS25 kia, 50052B kia. Quay bằng da quay bằng kiểu kim loại và pin thì bằng và chạy bằng pin chứ không phải chạy bằng cơ. Có ghi trên. Có điện kỹ ở trên nghĩa là chạy bằng pin. Đấy. Bên chi đấy. Cái này một Reguno, mấy con này khá là rẻ. Giảm 30% hết. Đấy, có con 5.5 còn 3.8. 8 tôi đang có tầm 800.000 Việt Nam mình thôi. Chạy bằng pin hết, mấy con này là pin hết. Trên này thì có mấy con của gì đây, Seiko Wired. Mấy con này thì cũng giảm giá 30% quý vị. Nó từ 25 số 1 7500. Bên này thì con này từ 1/3 xuống con 9/1. Mã nó là AGAT425. Con này thì mấy con này thì chạy bằng máy AWAT. Những con rất là đẹp, giảm giá đời của nó thì xuất 2018-2019. Trên này thì mấy con cơ này, tự động. Đây, mấy con này thì quý vị các anh chị Việt Nam mình có vẻ là yêu thích chơi. Sẽ có mấy đi Japan nha quý vị. Đang dịch lại. Mấy đi Japan là SARI053 kìa. Giá 4 man, chúng còn 2.8. 4 man thì nó rơi tầm 8.5 triệu gì đấy. Chúng còn 2.8 còn tầm 6 triệu. Máy này là máy cơ tự động nha quý vị. Nên là thế. Ở đây có đông người nên em không tiện nói nhiều, nói to. Nên là em sẽ hơi nói nhỏ chút và quay kỹ một chút để quý vị anh chị có thể tự xem được. Mã của nó thì có ghi trên cái biển và giá của nó thì là có ở trước luôn. Hai con bên này thì hai con có chữ tem vàng này thì là những con bán đặc biệt. Đấy, giá 1.5, giá 1.5 cộng với chưa nhập được với thuế nữa nha quý vị. Máy thì là cũng là máy cơ. Đấy. Nó có ghi 10 khí áp này, nghĩa là áp suất 10, chịu được áp suất 10 hay thế nào đấy. Không ghi là chấm nước bao nhiêu mét cả. Đây là một số con Seiko giảm giá 30%. Còn kia nữa, mình đi Japan cả nha quý vị. Mã thì em sẽ quay chậm để quý vị anh chị có thể là thấy được cái mã nó. Đẹp quá. Trên đầu có hai con Casio từ 2 man đến 9/8 và 8/9. Giảm gần 50-51% luôn. Có rẻ. Mình sang bên này xem có gì không. Đây là kính. Như anh chị hỏi kính, hỏi vàng ở đây có hết này. Đấy. Bên này, bên này rất nhiều. Một trời ơi. Có những con giảm 86% rồi. Của hãng Mauro Gerardi. Rồi, cái này thì cũng hơi lạ một chút nhưng mà những con này là những con chạy bằng pin nha quý vị. Giảm 86%, 85% từ 7 man xuống 1 man.
15 triệu xuống 2 triệu đây. Đây, mấy con trên này giống con của em có một cái như thế này. Nhưng mấy con này thì nhìn cái mặt rất là đẹp, cơ lộ hết tim van nó thử đây. Nhưng mà cái quai da nó thì chất lượng quai hơi kém. Đấy, quý vị có thể thấy được là bên trong nó thì tôi hết tim gan phèo phổi này. Đẹp quá nhỉ. Đấy, thì giờ có mã đấy và có giá đấy. Quý vị anh chị nào có ưng con nào thì chụp màn hình lại và nhận cho em, em sẽ mua cho. Rất là đẹp. Đấy, chụp mấy cái lại 84%, kinh khủng. Chưa khi nào mà thấy ở đây nó giảm giá nhiều như thế này, chả biết tôi vì sao. Mấy con này vẫn đang hoạt động tốt đấy chứ. Nó chịu được vào cái áp khí mức 3. Một con mấy con của bên này thì nó là có con này nó áp khí mức 10. Chỗ này nữa quý vị. Có cái hình đầu lâu luôn nhé. Đây có những cái bán 4-5 cm. Dạ lại thật. Một mắn mấy. Đây có những cái bằng cơ và bằng quai da này rất là đẹp. Tuy nhiên cái chất lượng quai da thì nó hơi kém một chút. Đây có những cái là máy cơ tự động. Như cái con 1-7 này 500 này. Đấy thì là cơ tự động nhé. Hai con này là cơ tự động. Ba con cơ tự động. Rồi về vặn cót phát là sẽ chạy thôi. Nó đang im, nằm im kìa. Giá 1,7-500 thì đương khoảng tầm 3,6-3,7 đấy. Cước của đồng hồ về thì hiện tại thì nó vẫn theo cước giá bình thường thôi, 200.000 một cân. Rất là đẹp. Bên này là đồng hồ nữ. Nhiều anh chị hỏi đồng hồ nữ có không, đây đồng hồ nam có thì nữ cũng có thôi. Cũng giảm 30% nha quý vị. Đây, cái chỗ này là em thấy ưng nhất, thì toàn là đồng hồ cơ nó trôi hết tim gan phèo phổi bên trong. Bên này thì là cũng là của Gerardi Daniel. Đấy, bây giờ mới thần bán quai này. Quai thì để em xem bao nhiêu tiền một quai. Quai cũng 50% off luôn, khoảng tầm 3 cm một cái, tầm 700.000, 6,5 một cái bộ quai như này. Bên này thì những cái đồng hồ khác giá rẻ hơn 1-2 cm là có một cái. Đấy, cái hãng này thì là của hãng Seiko luôn. Current này, trên là Current, dưới là Seiko này. Thì nó treo biển của Seiko thôi, nhưng mà đồng hồ đây thì đồng hồ nhiều loại bộ đây quý vị, không phải của Seiko hết đâu. Bên này nữa, bên này cũng giảm 44%. CK này, Kevin này, Calvin này, đồng hồ Calvin và Daniel Wellington này. Wellington cũng giảm 55% quý vị. Còn hiện tại khoảng tầm 1 man trở lên, 8-9 cm. Giá thành thì giá Nhật là nhân với 220 sẽ ra tiền Việt Nam thôi. Rất là đẹp. Điều gái rất đẹp đấy chứ. Đẹp và giá thì rất là hợp lý. Thấy rất là hợp lý. Một cái đồng hồ mới này thì rất hợp lý. Có rất là nhiều mẫu mã quý vị, anh chị có thể chọn từ quai sắt, quai da, quai cao su có hết. Đây là đồng hồ nữ này, có chị em tầm quà 20 tháng 10 sắp đến rồi này. Quý vị anh chị nào có nhu cầu có đồng hồ này thì liên hệ lại với Phú, em sẽ mua và gửi về này. Đây này là ví da này, mũ này, túi đựng danh thiếp các thứ. Ví này thì cũng tiền man như vậy, 1 triệu Việt Nam đồng. Mua đồ cũ thì rẻ hơn, cho em mua đồ cũ dùng cũng mãi chưa thấy gì. Đây một số đồng hồ em có review qua, quý vị anh chị ở đây thì đông người và hơi ồn nên em hạn chế nói to, nên là quý vị anh chị hết sức thông cảm giúp em. Em về em chỉnh to hơn một chút âm thanh. Đấy. Em xin chấm dứt video tại đây. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị anh chị chịu khó theo dõi video trong cái hình ảnh em quay lại và có giá đấy giúp em ạ.